cuộc sống đế vương của Hoàng gia Ả Rập Saudi. Hiện nay, trên thế giới xuất hiện rất nhiều tỷ phú giàu có với khối tài sản tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhóm người trên thế giới không chỉ sở hữu sự giàu có mà còn có quyền lực lớn ngang bằng với sự giàu có của họ, đó là các quân vương. Tồn tại qua nhiều thập kỷ, thậm chí là thế kỷ, những gia đình hoàng gia luôn là tâm điểm của công chúng. Ngoài việc điều hành vương quốc của mình, họ cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo ước tính của trang The Richest, Hoàng gia Ả Rập Saudi là gia tộc đứng đầu bảng xếp hạng. Chính vì sự giàu có đó nên việc giác vàng mọi thứ có thể, nạm kim cương xe ô tô, xây ghế vàng trên máy bay, vung tiền chỉ đổi lấy giọng ca mỹ nữ, là những chuyện thường ngày ở huyện mà giới quý tộc Ả Rập vẫn làm để thể hiện đẳng cấp. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về độ giàu có, lối sống xa hoa của Hoàng gia Ả Rập Saudi nhé. Ả Rập Saudi hay Ả Rập Xê Út có tên chính thức là Vương quốc Ả Rập Saudi, là quốc gia lớn nhất trên bán đảo Ả Rập. Trong tiếng Ả Rập Xê Út còn có nghĩa là sa mạc hạnh phúc. Quả thực đúng như tên gọi, cuộc sống của những quý tộc xanh sa mạc luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Hoàng tộc Ả Rập Xê Út có hàng nghìn thành viên được phong hiệu hoàng tử, công chúa. Nhờ khối tài sản đồ sộ, cuộc sống của quốc vương cũng như các hoàng thân quốc thích đều cực kỳ xa hoa, giàu có cũng như thường xuyên có các chuyến đi đắt tiền khi ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Giàu có hơn tất cả những người giàu có. Trong suốt gần 3 thế kỷ thống trị, người đứng đầu gia đình tức vị vua hiện tại của Ả Rập Saudi là vua Salman Al Saud. Theo thống kê, tổng giá trị tài sản của Hoàng gia Ả Rập Saudi đang ở mức 1,4 nghìn tỷ đô la với tổng cộng khoảng 15.000 thành viên. Khối tài sản này lớn gấp 5 lần Elon Musk và Bill Gates cộng lại và gấp 16 lần Hoàng gia Anh sở hữu 88 tỷ đô la Mỹ. Những thành viên chủ chốt của Hoàng gia Trung Đông này có cuộc sống xa hoa với nhiều tài sản giá trị như máy bay tư nhân, du thuyền hay lâu đài giác vàng. Thành viên giàu có nhất trong gia đình hiện là hoàng tử Al-Walid bin Talal, cháu trai của Abdulaziz, quốc vương của Ả Rập Saudi từ năm 1953 đến năm 1964, với tài sản ròng ước tính gần 20 tỷ đô la Mỹ. Quốc vương Ả Rập Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud và thái tử Mohammed bin Salman cũng nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Gia tộc Ả Rập Saudi chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực khai thác các mỏ dầu khổng lồ. Điều này đã giúp họ thu về hàng tỷ đô la Mỹ, một phần để chi trả cho cuộc sống xa xỉ của các thành viên. Ngoài ra, vua Salman còn thành lập một doanh nghiệp để đầu tư ra nước ngoài và thực hiện những thương vụ thâu tóm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ là Al Saud Group. Họ còn sở hữu công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco. Công ty này năm 2019 đã gây ấn tượng mạnh cho cả thế giới với mức vốn hóa trên trời là 1.000 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả những gã khổng lồ của Mỹ với mức lợi nhuận cao nhất thế giới. Dưới đây là những tài sản thuộc sở hữu của Hoàng gia Ả Rập Saudi mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Cung điện, lâu đài, dinh thự ở khắp nơi trên thế giới. Cung điện An Imama tráng lệ là nơi ở và văn phòng chính thức của quốc vương Ả Rập Saudi. Nhưng nhà Saud giàu có nhiều công trình xa hoa khác trên khắp thế giới. Cung điện An Imama được xây dựng vào năm 1983 tại Riyadh. Công trình được xây theo phong cách Nadi địa phương và có sàn lát đá cẩm thạch của Ý cũng như các tấm trần và tường được chạm khắc tinh xảo. Cung điện có tới 1.000 phòng và các tiện nghi chưa từng có như rạp chiếu phim, sân chơi bowling và nhiều bể bơi. Nhà vua sở hữu một cung điện khác ở ngoài ô Riyadh có tên là Cung điện An Agoya. Nhà sử học Rashid bin Mohammed bin Asakir cho biết, Cung điện An Agoya là nơi nghỉ dưỡng của vua Salman, nơi ông tiếp đón một số tổng thống và các vị vua, được xây dựng theo kiến trúc này đặc trưng của Ả Rập Saudi. Một trong những nơi xa xỉ nhất, đại biểu cho quyền lực hoàng tộc chính là Cung điện Edgar ở Riyadh. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người không khỏi ngã ngửa trước quy mô hoành tráng của cung điện. Cung điện Edgar ở trung tâm Riyadh là một viên đá quý phô trương khác tổ chức các cuộc họp với các triều thần, chiêu đãi các VIP Ả Rập Saudi và là nơi tổ chức các chức năng của chính phủ, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và lễ hội văn hóa. Những người không thuộc hoàng gia hiếm khi được chiêm ngưỡng hình ảnh bên trong tòa cung điện tráng lệ này.
Hoàng thân Al-Walid bin Talal của Ả Rập Saudi là một trong những người giàu nhất thế giới và từng xếp thứ 34 trong danh sách của tạp chí Forbes. Nơi ở chính của hoàng tử là một cung điện 420 phòng ở thành phố Riyadh, Ả Rập Xê Út. Cung điện này được xây bằng đá mắt bộ cao cấp, treo những bức chân dung lớn của hoàng tử và gồm hai bể bơi trong nhà cùng sân tennis ngoài trời. Vào năm 2015, thế giới cũng từng choáng váng khi biết lâu đài Louis XIV ở Louvre-Vincennes, Pháp đã được mua với số tiền kỷ lục 300 triệu đô la Mỹ bởi người mua bí ẩn. Thời điểm đó, đây được ghi nhận là thương vụ mua bán nhà đắt nhất thế giới. Hai năm sau, các báo cáo tiết lộ rằng người mua là thái tử Mohammed bin Salman. Theo Insider, lâu đài có các chức năng bao gồm hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng và điều hòa không khí, tất cả được điều khiển bằng iPhone. Sở hữu vô số siêu du thuyền, đội máy bay riêng và đồ đạc dát vàng. Ngoài cung điện, tài sản và những bức tranh thuộc sở hữu tư nhân, sự giàu có hoàng gia Ả Rập Saudi còn được ước tính bằng những chiếc du thuyền. Trong đó, siêu du thuyền Seren trị giá 400 triệu đô la Mỹ của thái tử Mohammed bin Salman từng góp mặt trong top 3 du thuyền lớn nhất thế giới. Chiếc du thuyền này có hồ bơi nước biển khổng lồ bên trong, hai sân bay trực thăng, phòng chơi cho trẻ em và phòng ngắm cảnh dưới nước. Du thuyền Prince Abdul Aziz dài 147m là một trong những du thuyền lớn nhất được đóng trong thế kỷ 21. Siêu phẩm này có sức chứa khoảng 65 người. Cung điện nổi hoành tráng này từng được tỷ phú Bill Gates thuê với giá 5 triệu đô la Mỹ mỗi tuần vào năm 2014. Trong khi đang nằm ở bến tàu tại Pháp, thái tử phát hiện ra du thuyền và mua với giá 500 triệu đô la Mỹ. Ngoài siêu du thuyền, gia đình hoàng gia cũng sở hữu một đội máy bay phản lực tư nhân sang trọng và tiên tiến nhất cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Một trong những phi cơ tầm cỡ nhất là chiếc Boeing 747-400 đồ sộ. Chiếc máy bay thương mại lớn nhất thế giới đã được biến thành một lâu đài nhỏ trên bầu trời, hoàn chỉnh với nội thất sang trọng, bao gồm ghế ngồi, thảm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật. Máy bay cũng có khu vực tiếp khách rộng rãi, một số phòng ngủ và nhiều phòng tắm với đồ đạc mạ vàng. Ở Hoàng gia Ả Rập Saudi, đồ đạc dát vàng không khó tìm. Chúng được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ cung điện, biển số, tranh vẽ, thậm chí cả siêu xe. Tỷ phú Ả Rập Saudi Tuki bin Abdullah sở hữu một đội xe trị giá 22 triệu đô la Mỹ. Bộ sưu tập có những kiệt tác như Rolls-Royce Phantom Coupe, Mercedes Jeep, Lamborghini Aventador Silver Velos, Bentley. Mà bên trong những siêu xe này thì sự hiện diện của vàng là không thể thiếu. Sở hữu những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Giống như Hoàng gia Qatar, Hoàng gia Ả Rập Saudi cũng sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo truyền thống tới các tác phẩm nghệ thuật đương đại nổi tiếng thế giới. Hoàng gia Ả Rập Saudi yêu nghệ thuật và không tiếc công sức để có được những bức tranh đắt nhất thế giới và thành lập một phòng trưng bày. Thái tử Ả Rập Saudi từng tham gia cuộc đấu giá với đối thủ người Qatar để giành bức tranh Salvatore Mundi, huyền thoại của Leonardo da Vinci trị giá 450 triệu đô la Mỹ. Hoàng gia Ả Rập Saudi cũng sở hữu bức lét phim De Anze của Pablo Picasso. Năm 2015, họ mua nó với giá 160 triệu đô la Mỹ. Các thành viên trong Hoàng gia Ả Rập Saudi cũng thể hiện niềm yêu thích đối với các tác phẩm nghệ thuật đương đại khác từ khắp nơi trên thế giới. Họ đã mua tác phẩm của các nghệ sĩ như Jeff Koons, Damien Hirst và Takashi Murakami. Lối sống xa hoa thách thức mọi dân chơi. Vị vua lập quốc Abdul Aziz có tới hàng chục người con và cháu lên tới hàng trăm người. Vị vua đời thứ hai cũng có 53 người con ruột. Mỗi khi có sự kiện hoàng gia, Ả Rập Saudi phải huy động tới một sân vận động mới đủ chỗ chứa. Một nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ năm 2009. Thành viên hoàng gia dựa vào các khoản trợ cấp chính phủ và các vị trí việc nhẹ lương cao để sống cuộc đời trên cõi tiên. Lợi ích cụ thể mà mỗi thành viên nhận được là chưa thể xác định vì nó tùy thuộc vào vị trí của họ trong hoàng gia. Năm 1996, một nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã được dịp tiếp xúc vô tiền khoáng hậu với Bộ Tài chính và Ngân sách.
Ông nói rằng cảm giác vô cùng choáng váng khi bước vào đơn vị này và thấy những cọc tiền xếp ngổn ngang chờ thành viên hoàng gia tới lấy. Người này cho biết số tiền cấp cho thành viên hoàng gia chênh lệch khá lớn, từ 270.000 USD tháng khoảng 6 tỷ đồng cho tới 8.000 đô la Mỹ khoảng 180 triệu đồng. Số tiền lớn nhất dành cho con trai của vua lập quốc và số tiền ít nhất là dành cho chắt của vị vua này. Nếu thành viên hoàng gia nào kết hôn, họ sẽ được cho từ 1 tới 3 triệu đô la Mỹ tiền quà cưới. Trang WikiLeaks từng khẳng định năm 2012 rằng số tiền hoàng gia Ả Rập Saudi chi cho các thành viên hoàng gia là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 40 tỷ đô la Mỹ chi tiêu quỹ công. Vì sự giàu có đó của gia đình nên việc các hoàng tử, công chúa Ả Rập Saudi được hưởng những đặc quyền mà bất kỳ ai cũng phải thèm thuồng là điều không khiến mọi người phải bất ngờ. Họ được chữa bệnh trong những căn phòng như cung điện với dịch vụ của khách sạn 5 sao. Sân bay ở Ả Rập Saudi cũng có một khán phòng dành riêng cho hoàng tộc với đèn chùm lộng lẫy, gạch lát tinh xảo và những tấm thảm Italia đắt giá. Michael Shaw, quản lý tại một công ty dịch vụ ở Anh chuyên chăm sóc các thương gia Ả Rập kể rằng, mỗi đợt mùa hè tới, hàng trăm gia đình giàu có từ vùng vịnh tràn sang châu Âu mua sắm và tránh nóng. Ông kể rằng một phòng nghỉ thuộc khách sạn 5 sao từng phải đập đi làm lại từ đầu theo yêu cầu của thiếu gia Ả Rập đến thuê trọn tháng. Con trai hoàng thân Ả Rập Saudi Al-Walid bin Talal cũng có lần thể hiện sự giàu có quá mức của mình trước một người đẹp trong quán karaoke. Để thu hút sự chú ý của cô, đại gia này đã cầm sẵn một cọc tiền 100 đô la Mỹ trong tay và liên tục tung lên trời để thuyết phục người đẹp hát cho mình nghe. Kết quả là đồng tiền đã chiến thắng và người đẹp chấp thuận biểu diễn. Hay như câu chuyện khiến các dân chơi thứ thiệt trên thế giới cũng từng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đó là vào một ngày đầu tháng 1 năm 2017, một hoàng tử Saudi cũng quyết tâm không chịu thua kém những người anh em khác trong vùng vịnh khi chi tiền mua 80 vé hạng nhất máy bay cho 80 chú chim ưng của mình trong một chuyến đi du lịch. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hành khách, 80 chú chim ưng chiếm trệ ngồi ở khoang chỉ dành cho giới lắm tiền nhiều của. Ngược dòng thời gian, vào năm 2015, cả nước Pháp cũng từng rung động việc vua Salma đem theo 1.000 người đến đất nước này. Theo đó, để vừa đi du lịch vừa tận hưởng kỳ nghỉ 3 tuần xa hoa, vua Salma đã mang theo đoàn tùy tùng lên đến 1.000 người và đổ bộ xuống sân bay quốc tế Nice từ hai chiếc máy bay riêng được điều hành bởi hãng Saudi Arabian Airlines. Ít nhất 400 siêu xe được huy động để chuyên chở người thân, bạn bè nhà vua từ sân bay về khu biệt thự Satu ZL Horizon. Đây là căn biệt thự sang trọng, xây bằng đá kiên cố trị giá 5 triệu bảng Anh, nằm dọc bãi biển Grand Riviera. Đây là nơi từng tiếp đón những chiến khách nổi tiếng như Winston Churchill, cựu thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hay nữ diễn viên người Mỹ Marilyn Monroe. Để phục vụ nhà vua, nhà quản lý biệt thự cho thay đổi cửa kính, trồng nhiều hoa tươi. Đặc biệt, một thang máy nổi nối từ bãi biển La Miradon tới biệt thự được xây dựng nhằm phục vụ các thành viên hoàng gia. Trong khi đó, hơn 700 vị khách giàu có đến từ quốc gia dầu mỏ sẽ nghỉ tại những khách sạn sang trọng khác ở thành phố Cannes. Giá phòng tại đây có mức trung bình khoảng 750 bảng Anh đêm. Tại nơi mà đức vua chọn để nghỉ ngơi, bãi biển Mirandola nằm giữa Antibes và Marseille phải đóng cửa tạm thời. Mọi lưu thông hải hàng công cộng ở đây đều bị cấm cũng như hoạt động bơi lội bị cảnh sát tích còi. Bên cạnh đó, việc bảo vệ vua Ả Rập cũng được thắt chặt. Tại lối vào biệt thự và bãi biển luôn có xe tuần tra của cảnh sát Pháp túc trực. Trên mặt biển, hai tàu tuần tra cũng đi tuần liên tục nhằm không để ai xâm nhập trong bán kính 300 mét. Việc tạm đóng cửa bãi biển và không cho dân thường tắm khiến không ít người mất lòng. Một bản kiến nghị của người dân địa phương gồm 120.000 chữ ký được gửi tới chính quyền Pháp với yêu cầu mở lại bãi biển. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng sự xuất hiện của vua không làm ảnh hưởng nhiều đến họ. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang làm lợi cho nền kinh tế Pháp khi tới đây nghỉ dưỡng, mua sắm. Mà điều đó thì cũng tốt thôi, một người dân Pháp nói với News. Trên đây là video về cuộc sống xa hoa của Hoàng gia Ả Rập Saudi mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những góc nhìn thú vị về gia đình hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới đến cho khán giả.
Nếu các bạn biết thêm thông tin thú vị về Hoàng gia Ả Rập Saudi, hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi.